Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần an lành thưa quý vị những ngày vừa qua đó ở việt nam đang có một cái câu chuyện mà gây ra rất nhiều những cái xôn xao dư luận không phải là chuyện đấu đá cung đình đâu đúng là câu chuyện này là thực sự là một chuyện lớn ở việt nam hiện nay tới mức độ mà những cái chuyện rối loạn trong dàn tứ trụ trong cái chuyện nội bộ đấu đá như thế này đó và cái chuyện là sao có đổi ngôi liên tục như thế này và chẳng những làm cho dư luận người dân việt nam ấy, ngày như chúng tôi nói là ngày nào cũng ngóng về quốc hội để xem là có sự việc gì xảy ra mà những cái sự xáo trộn về thượng tầng chính trị như thế này nó cũng ảnh hưởng đến các cái tập đoàn nước ngoài người ta cũng dè dặt đi trong cái việc là đầu tư vào việt nam nhất là cái xu hướng là bây giờ trong dàn tứ trụ mà sắp tới nếu mà ông tô lâm mà bước vô cái vị trí là chiếc ghế chủ tịch nước và có như vậy thì có hai nhân vật là ông phạm minh chính và ông tô lâm đều xuất thân từ công an và việt nam trở thành một nước công an trị thì chắc chắn nhiều nước tự do dân chủ người ta cũng sẽ phải đắn đo suy nghĩ rất là kỹ trước khi quyết định mà đặt chân và đầu tư vào việt nam nhưng thôi đó là một câu chuyện khác bây giờ nó có một cái câu chuyện mà trong suốt những ngày vừa qua đặc biệt là vào ngày hôm thứ sáu hôm nay thưa quý vị đã một cái văn bản từ giáo hội phật giáo việt nam đã gửi ra và gây ra bùng nổ một cái sự tranh cãi rất là lớn là quý vị để ý những ngày gần đây người ta hay nhắc đến sự hiện tượng hiện tượng một người đi tu hành có tên là minh tuệ thích minh tuệ, mang theo nồi cơm điện thay là vì bình bát và bộ hành từ Nam Chí Bắc và đi ngược lại và tu theo 13 hạnh đầu đà như là không nhận tiền cúng dường, ăn mỗi ngày một buổi, ngủ ngồi, y áo mây bằng vải vụn, ngủ ở Nghĩa Trang đã thu hút dư luận trong và ngoài nước, nhất là người dân đã un un theo dõi hành trình của ông cả ngoài đời và trên mạng. Và tràn ngập trên Facebook, thưa quý vị, người ta hiếu kỳ, người ta theo dõi, những cái bước chân của ông minh tuệ rồi quay phim lại để đăng lên trên các cái mạng xã hội và đi theo ông là có một dàn youtuber hùng hậu đã đăng tải những cái hình ảnh này và thậm chí là có nhiều cái video clip cho thấy là nhiều người phụ nữ đã tình nguyện quét bụi đá dâm bên vệ đường trước khi mà vị tu sĩ này đi ngang qua và thế là lý do vào ngày thứ sáu hôm nay giáo hội phật giáo việt nam và ban tôn giáo của chính phủ đã đưa ra hai công văn trong cùng một ngày để khẳng định là ông thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo và khẳng định là việc ông minh tuệ bộ hành ở các tỉnh thành đã gây dư luận trái chiều ảnh hưởng đến giáo hội phật giáo việt nam Tại sao việc một người đi tu hành một cách độc lập, đơn độc như vậy, không tham gia vào bất kỳ một cái hội ban nào hết, mà lại gây ảnh hưởng trái chiều đến giáo hội Phật giáo Việt Nam? Và văn bản này chắc chắn dĩ nhiên là vấp phải nhiều ý kiến trị trích chỉ trích và trái chiều nhau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý vị biết là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gọi người đàn ông này, gọi sư Minh Tuệ đó là không phải nhân sự của bất kỳ một cái ngôi chùa nào, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà trong lúc đó đó thì người ta nhìn thấy là ông Thích Minh Tuệ thường khi mà người ta hỏi, trò chuyện thì ông hay xưng ông là con và chính ông cũng có khẳng định mà Ông nói là ông không theo giáo hội nào hết á, chỉ đang học tu theo Đức Phật Thích Ca và lấy giới định tuệ làm thầy. Vậy mà cái văn bản được ký bởi Thượng tọa Thích Đức Thiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban trị sự Hội đồng Giáo sự Trung ương cho là trong quá trình đi bộ qua các địa phương, người dân và Phật tử tập trung đông rồi cúng dàn thực phẩm, thức ăn tạo ra những cái dư luận trái chiều và làm ảnh hưởng đến giáo hội nhận xét về điều này chúng tôi đọc được nhiều ý kiến khác nhau ví dụ như ông nhạc sĩ tuấn khanh đã có nói trên đài rfa ông nói như thế này nè cái văn bản của giáo hội phật giáo đưa ra nó giống như một cái cú nghiến răng và tức giận không kềm chế nổi của những người lãnh đạo của giáo hội phật giáo việt nam bởi vì họ không có bất kỳ một cái quyền gì để có thể cấm cản ông thích minh tuệ đi tu và cũng không có một cái quyền gì để xác định là người này tu hay là không tu. Cho nên theo lời ông Tuấn Khanh, những cái ngôn ngữ hàm hồ đó cho thấy họ đang muốn độc quyền một cái tôn giáo và thậm chí là họ độc quyền luôn giá trị Đức Thích Ca ở Việt Nam. Và thực vậy thưa quý vị, À, quý vị để ý rằng là các cái hoạt động các cái nhà sư hoạt động trong giáo hội Phật giáo đó thực ra đến giờ phút này có phải nếu quý vị đang ở Việt Nam là sư nào tốt sư nào xấu sư nào có quá nhiều những cái thị phi thậm chí người ta có thể là quỳ rạp và lạy trước một vị sư và sau đó vị sư đó đi mà mua những cái cộng lông tóc ở trên eBay đó rồi về đặt lên trên để cho Phật tử xì si sụp lại và truyền bá những cái mê tín dị đoan như thế này á, sư nào tốt sư nào xấu, thực ra là người dân người ta biết hết thưa quý vị, không cần gì giáo hội Phật giáo phải đưa ra những cái văn bản văn bản và khẳng định như thế này thưa. Và về cáo buộc tạo nên hiệu ứng mà ông Minh Tuệ là tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều cái bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni và giáo hội Phật giáo Việt Nam á. thì ông nhạc sĩ Tuấn Khanh ông nói rằng ủa cái chuyện đó là chuyện dư luận mà ông Minh Tuệ ông chỉ có im lặng ông đi bộ hành và ông tu ông lấy trí định tuệ để mà làm thầy thì ông đâu có ảnh hưởng gì ông đâu có thể nào mà điều khiển dư luận muốn theo hay là dư luận là bình phẩm tốt xấu cho nên là cái văn bản này đưa ra những cái nhận định phải nói là nó rất là kỳ cục đó là theo nhận định của ông tuấn khanh như vậy văn bản này nó đưa ra trong cái tình trạng nóng vội và có thể là người đưa ra văn bản không suy xét hết được không lường hết được phản ứng của dư luận có một người khác đã nói với đài afa tôi nghĩ đây là một cái kết nói theo ngôn ngữ Phật giáo thì đây là quả báo, còn nếu mà nói bình thường ra thì mình có thể nhìn thấy bản chất của giáo hội thông qua việc này đã bộc lộ và người dân càng nhìn rõ được đâu là bậc chân tu và đâu là việc lợi dụng Phật giáo để kiếm lợi. Rồi chúng tôi đọc thấy trên Facebook nữa, một nhân vật uh, Facebooker có tên là Hoàng Hùng, đây cũng là một nhân vật mà trong suốt mấy năm trời vừa qua là cũng thường xuyên post những cái bài về phật giáo và là một người tu tại gia đó thì nhân vật này mới viết như thế này theo Phật cũng phải có thẻ bài hay sao? Phật tổ ngày xưa từ bỏ ngai vàng, đi bộ nhận khuất thực để hiểu nỗi khổ của người dân rồi truyền đạo. Ngày nay, một số người tự nhận là theo Phật, rồi cũng tự mang tự nhận mình là họ thích nhưng mà đi xe đẹp nè, rồi ở nhà gắn mấy lạnh nè, rồi nhận cúng dường tiền vàng nè và bái lạy của dân chúng, ai là con nhà Phật? Ai mạo danh là con nhà Phật thì chắc mọi người đều hiểu được. Đó là, là bài viết của Facebooker Hoàng Hùng. Và nó có một cái sự kiện này vừa mới xảy ra ngày 16 tháng 5. Nó đi kèm trong cái ngày mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi ra cái văn bản mà nãy giờ chúng tôi thưa quý vị đó. Có một cái sự kiện lạ mà dân tình post lên trên mạng xã hội là như vậy. Trong lúc mà Sư Minh Tuệ đi bộ ở Hà Tĩnh thì có một người lạ mang áo nhà tu cũng len lỏi vào số dòng người mộ đạo đang đi theo ông Sư Minh Tuệ và dâng cho ông Sư Minh Tuệ mấy cái cuốn sách mỏng. Tất nhiên là ông Minh Tuệ đã từ chối và đông đảo người dân sau đó người ta vô cuộc. Và người ta nhìn thấy là cái cuốn sách mỏng đó đó được in không biết là nội dung bên trong là gì. Nhưng ở cái bìa nó ghi là Minh Tuệ có nghĩa là giống như là những cái cuốn sách này là tác giả là do minh tuệ viết ra và dĩ nhiên là sư minh tuệ từ chối nhưng mà nhiều người đang đặt ra một cái giả thuyết có phải ai đó đang cố tình để mà gấp lửa bỏ tay người đang muốn tạo một cái cớ tạo một cái uh, sản phẩm ví dụ như ông minh tuệ để gieo rắc và truyền bá văn hóa phẩm gì đó mà nó gây ra cái sự độc hại trong xã hội việt nam và vì lý do đó mà sư minh tuệ cần phải bị xử phạt chăng thì đó là một trong những cái thuyết you uh mà giả thiết mà dân tình đang đưa ra vào ngày 16 tháng 5 thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện liên quan tới ông Minh Tuệ và đang gây ra một cái cơn bão rất là lớn mà chúng tôi thấy là đi đâu người ta cũng nhắc hết. Các cái phương tiện truyền thông ở Việt Nam thì không nhắc nhiều. Họ chỉ có đưa ra cái hiện tượng đó bởi vì chắc chắn là truyền thông thì phải nói theo cái định hướng của dư luận. Nhưng mà chúng tôi đọc thấy để kết thúc cái dòng tin này. Chúng tôi đọc thấy một cái lời nhận định của một một ký giả tên là Mạnh Kim viết như thế này nè, những gương mặt mà quỳ lạy thầy Minh Tuệ, hoặc thậm chí một người mới đây còn dâng cho sư Minh Tuệ cái bát bằng vàng 24K, trông rất là quen. Có thể chúng ta đã gặp những gương mặt ấy, có thể mới hôm qua chính những người ấy đã quỳ mọp lại thầy Thích Trúc Thái Minh hay Thích Chân Quang. Và có thể cách đây không lâu, những người ấy đã chen chúc nhau, tranh cướp hỗn loạn và giật cả bảo kiếm tại lễ khai ấn đền trần. Thì đó là để cho thấy một điều, Đúng là thưa quý vị, ở Việt Nam hiện nay á, nó có quá nhiều những cái sự biến động và cả những cái sự rối loạn. Đôi khi dân không biết tin ai hết, á. họ cảm thấy ngơ ngác Cho nên khi mà có một cái hiện tượng nào đó và nhất là một cái nơi nương tựa về tôn giáo đó thì họ sẽ tin vào đó và sẽ tin đến mức sái cổ như những hiện tượng thích chân quan. À, nhưng nói về Thích Trân Quang hôm nay cũng có một tin nữa thưa quý vị. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng trong ngày thứ Sáu 17 tháng 5 đã đưa ra một cái văn bản đó là đề nghị là sư Thích Minh Quang đó hãy ngưng những cái phát ngôn trong những cái đoạn clip gần đây nhất là khi mà giảng với lại Phật tử thì người gọi là nhà sư Đại Đức Thích Minh Quang đó tuyên bố đã xúc phạm sư Minh Tuệ này và nói rằng là đây là một cái thằng ba trợn mặc áo rách ôm nồi cơm đi bộ hành. Và Thích Minh Quang là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buông ra những cái lời xúc phạm đối với người khác như thế này thưa quý vị. Nói tóm lại là gì? Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta khoan kết luận là minh tuệ sư minh tuệ là một người tu hành chân tu hay là một người giả danh hay là bất kỳ một lý do nào hết chúng ta hãy cứ để cho sư minh tuệ làm đúng cái phần mà ông muốn có nghĩa là ông đi tu theo đạo khổ hành như vậy và nếu mà có theo dõi thì chỉ lặng lẽ theo dõi và đứng qua một bên để cho ông sư minh tuệ này tu thôi đừng tạo ra quá nhiều những cái nhiễu loạn và nó cũng gây ra cái phiền hà như thế này cái sự kiện mà có người trà trộn và đưa cái cuốn sách mà in cái chữ Minh Tuệ làm tác giả như nãy chúng tôi nói đó, nó cũng phản ánh một thực tế là có thể là sự an toàn cho ông sư Minh Tuệ này trong cái thời gian sắp tới thưa quý vị. Và công chúng đó đừng có vội tung hô bất kỳ một nhân vật nào hết. Quý vị nhớ lại cái câu chuyện bà Phương Hằng ở cái thời điểm mà đại dịch Covid-19 mà bùng nổ Việt Nam ngày nào người dân cũng trải chiếu ra dọn cái mâm cơm ra, rồi mở Youtube lên và coi bà Phương Hằng livestream, bà chửi ra rã bà chửi nào là người nổi tiếng rồi chửi luôn chính quyền, rồi bà nói bà bóc phốt tất cả mọi thứ, lúc đó rất nhiều người nói không đâu xa quá về địa lý, những người chung quanh chúng tôi nè, đã vội vã là thần tượng bà Phương Hằng và tin sái cổ, thậm chí còn nói là ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Phương Hằng ông này đó là trí tuệ là cao siêu lắm. Đây là có cái cái tư duy của khổng khổng tử đó. Và người ta tin hết lời và cho đến khi sự kiện bà Phương Hằng bị sờ gáy và bây giờ bà gặp rắc rối như thế này thì người ta lại quay xe và nói là ôi cái người phụ nữ đó đã suốt ngày đi chửi bới thiên hạ và bây giờ là bị những cái kết chúng ta gặp rất nhiều những trường hợp như thế này, cho nên chúng tôi hy vọng là bây giờ đối với trường hợp thích Minh Tuệ, chúng ta đừng vội phủ nhận ông ấy, nhưng cũng đừng vội tung hê ông ấy và cho rằng đây là một bậc chân tu. Hãy cứ lặng lẽ quan sát và để cho mỗi người làm cái công việc mà mình mong muốn và đợi hồi sau sẽ rõ. Đừng đánh đổ nhưng cũng đừng tung hê. Dù là trong tôn giáo hay là trong chính trị, thưa quý vị nhiều lần chúng tôi nói ngay cả đối với tình hình chính trị ở Mỹ, nhất là những cộng đồng di dân đến từ những cái xứ cộng sản ví dụ như là Cuba, ví dụ như là Venezuela, ví dụ như là Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta chán chường những cái xứ cộng sản, tung hê những cái vị lãnh tụ như là một cái một cái ngôi sao một cái nhân vật mà không bao giờ có thể đụng tới được và có cái đời sống và nó xuất chúng nó không có giống như người bình thường vậy mà khi rời bỏ những cái xứ cộng sản đó và đi đến một cái đất nước tự do như thế này thì một số người di dân đó lại tôn sùng một vị lãnh đạo nào trong trường hợp này ví dụ là cựu tổng thống donald trump hay là đương kim tổng thống joe biden hiện nay chúng tôi nghĩ rằng không nên có cái hiện tượng sùng bái lãnh tụ thưa quý vị bởi vì ngày hôm nay chúng ta sùng bái và ngày sau có thể là chúng ta mới biết rằng mình đã sai lầm và mình đã bị lừa giữ cái nhìn trung dung trong tất cả mọi hiện tượng đời sống chúng tôi nghĩ là cái thái độ đó đỡ cho mình cảm thấy bị mắc kẹt về sau từ câu chuyện sư minh tuệ và đang gây tranh cãi hiện nay cũng xin có đôi lời bàn với quý vị như vậy và một câu chuyện khác liên quan đến việt nam nhất là trong những ngày này. Đến ngày hôm nay thì chưa có biết là liệu là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin có đến Việt Nam hay không, bởi vì nhiều dư luận cho là sau 2 ngày 16 và 17 ông đến Bắc Kinh thì ông sẽ quẹo vào Việt Nam. Nhưng trước cái tình hình có quá nhiều biến động như vậy, có thể Putin sẽ không đến Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi đọc thấy trên Reuters, thưa quý vị, và một số diễn đàn khác, người ta có gửi một cái lời cảnh báo đến Việt Nam trong lúc là quan hệ Nga và Trung quốc đang thắt chặt cái mối quan hệ như thế này và như tập cận bình và putin nói hai nước có một cái mối quan hệ mà phải nói là rất là bền chặt và không dễ gì có được việt nam cần phải cảnh báo cảnh giác điều gì chúng tôi sẽ thưa với quý vị sau ít phút dành cho thương mại